Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Xem trước một vài thông tin mới về Kawasaki Ninja ZX-4R 2023, chuẩn bị ra mắt vào cuối năm 2022. Giới truyền thông Nhật Bản là tạp chí Yomachi vừa tiết lộ một phiên bản hoàn toàn mới của cái dòng làm Kawasaki Ninja ZX-4R 2023 hoàn toàn mới. Một cái dòng là Sport 4 xanh với nhiều đồn đoán sẽ được ra mắt vào cuối năm 2022. Về mặt động cơ của Kawasaki Ninja ZX-4R 2023, nó dự kiến sẽ có một dung tích trong khoảng là 400cc, có loại là 4 xanh thẳng hàng 16 van DOC. Đó là một cấu trúc động cơ tương tự đối với cái dòng rất là thịnh hành hiện nay là Kawasaki Ninja ZX-25R 2021. Và khi chúng ta nhìn vào những cái ảnh này với những cái bằng sáng chế đã ra đời trước đó rất lâu, sẽ thấy rằng thiết kế phần phe riêng có một cái ống dẫn khí tích hợp giúp mang cho mình không khí vào khu vực xung quanh cái bộ tải nhiệt và gửi trực tiếp đến cái phần động cơ. Cái điều này thực sự khá cần thiết bởi vì cái động cơ đập 4 xanh chỉ có cái xúc red light rất cao. Vì vậy nguyên tắc cho phép nó làm việc hiệu quả và một hệ thống làm mát của chiếc ZX-4R 2023 nó tốt hơn mà không cần phải là phóng vào cái bộ tải nhiệt. Bên cạnh đó, các tính năng trên cái chiếc Kawasaki Ninja ZX-4R 2023 nó sẽ cũng lấy từ nguyên mẫu của chiếc ZX-25R hiện nay, chẳng hạn như hệ thống điều chỉnh chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo 3 mức, xay nhanh 2 chiều, hệ thống treo trước phục hành trình ngược, trong khi phía sau là một hệ thống treo đa liên kết bao gồm khung hệ thống phanh ABS trước và sau. Nhiều khả năng sau khi ra mắt chính thức tại Việt Nam cũng sẽ có cơ hội rất cao để phân phối cái mẫu xe này cùng với người anh em của nó là cái chiếc ZX-25R. Đánh giá nhanh cái tay con Raceboy X1 đến từ người tiêu dùng. Cái dòng tay con Raceboy X1 ra mắt cũng khá lâu, mình đã cũng nói rất nhiều về cái ưu điểm của nó và giá bán, màu sắc. Thế nên clip hôm nay mình chỉ xoay quanh những cái điểm còn thiếu và cảm giác bóp con khi sử dụng nó trên những chiếc xe độ. Về cái phần cảm giác các con thì cái tay được làm rất nhẹ, phù hợp với các dòng xe con tay hiện nay đang có mặt thị trường. Có cái phần cấu hình tay thắng độ từ cái cong của cái cúc kẻ cho đến cái điểm bắt cái dây con, nó được làm hoàn toàn phù hợp với phần chỉ đồng những dòng phổ thông khá nhiều. Riêng cái phần tay được làm đơn giản với những cái khoảng cách từ tay đến ghi đồng là tương đối như zin, không thay đổi quá nhiều. Trọng tâm của mẫu tay này là đem đến cái sự thoải mái cho người dùng từ việc các con nhẹ hơn, đi kèm với những cái hiệu năng khác như có rãnh tay thắng và chống gãy. Còn những chi tiết quá cái bản lề của hãng đã lược bỏ rất nhiều nên ngoại hình của nó là không có được bắt mắt như cái dòng sản phẩm đến từ nước Ý. Dù lại nó cho chúng ta một mức giá bán rất lý tưởng. Ngoài việc với nhiều màu sắc dễ dàng lựa chọn, cái cụm con còn có một cái chân kính rời cho chúng ta bắt kính hậu bên trái nữa. Và ai không ở dụng có thể tìm mua những cái chân từ những cái cụm Nissin khác lắp qua thì vẫn được nha các chế. Vì hai lô ốc nó xê dịch nhau là không nhiều, có thể dùng chung tay để canh chỉnh lại. Cái độ dài tay con được làm tương đối là chuẩn, không quá dài để gây mất thẩm mỹ và cũng không quá ngắn để làm khó chịu cho người dùng khi bóp con. Độ dài của tay là vừa đủ, không nhô ra phân gù quá nhiều, tạo một cái sự mất thẩm mỹ và giảm cái tình trạng là bị chạy xước. Nếu như cái tay này có thêm tính năng chỉnh được cái biên độ tay thắng thì thật sự nó là một cái lựa chọn hoàn hảo nhất. Một hũ nặng ký đến từ những cái dòng tay cao cấp của châu Âu. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn vào mức giá bán của nó hiện tại, đủ thấy Raceboy đã làm rất tốt trong việc cân bằng giá bán và những tính năng có trên cái dòng tay này. Để chúng ta có thấy rằng mặc dù là thiếu những tính năng kia nhưng là vừa đủ để sử dụng mà không bị trở ngại gì hết. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.